Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ thì chúng tôi đang đưa khi Rosie ra đây để mà tập cho Rosie sống trong môi trường bản tự nhiên để cho Rosie quen dần với môi trường tự nhiên nha mọi người. Đây bây giờ thì chị Mai đang đây cho Rosie tự sinh tồn kiếm thức ăn. Và từ bây giờ thì chúng tôi sẽ thường xuyên cho Rosie là tập ăn các loại lá nha. Để Rosie khi mà nếu sau này đủ điều kiện cả cơ quan chức năng là bắt buộc Rosie phải vô rừng thì Rosie sẽ tập làm quen với cuộc sống trong rừng, sẽ thích ứng được với cuộc sống trong rừng. Sau khu vườn sau này là khu vườn sau lưng nhà mà mình thuê đây mọi người. Sau này thì tụi mình sẽ khi mà thả gặp bầy khỉ tụi mình sẽ cho gặp bầy khỉ ra sau này để mà tập môi trường bản tự nhiên, quen dần với môi trường tự nhiên. Đấy, Rosie đang ăn trái cà chua. Vườn này thấy rất nhiều cà chua đây mọi người. Đấy, cho cả bầy khỉ là tha hồ ăn luôn. Ở vườn này thì mình cũng đã trồng rất là nhiều loài lá nha. Sau khi mà mình tập cho Rosie quen dần với môi trường bản tự nhiên thì bắt đầu đưa Linda ra nha. Vì vệ thương của Linda cũng lên rồi đấy mọi người. Chiều nay thì mình sẽ đưa Linda đi cắt chì nha. Ngon không? Chỗ nào cũng nhiều quả luôn. Rosie là mình nghĩ Rosie là khỉ chúa ở trong rừng này mọi người. Rosie thì thực sự rất là lì lợm nha, chẳng sợ ai cả. Và khi Linda to như vậy nhưng mà khi cho Linda thức ăn thì Rosie danh Linda cũng chẳng dám bực lại đâu mọi người. Linda cũng rất là sợ Rosie. Hầu như cả bầy khỉ hiện nay mà mình có thì hầu như là sợ Rosie hết. Rosie như là một con khỉ đầu đàn vậy. Bây giờ chỉ cần tập cho Rosie quen với cuộc sống tự nhiên thì Rosie vào rừng thì rất là an toàn nha. Rất tiết kiệm nha. Ăn các từng trái đấy. Chà, ngon nhỉ Rosie nhỉ. Mình sẽ tập cho từng bãi một nha mọi người. Đó. Sau khi để Rosie huấn luyện Rosie tập với môi trường bản tự nhiên xong thì bắt đầu tới Linda nha. À, tiết kiệm chưa? Những cái hạt rơi xuống cũng ăn hết này. À, như vậy chứ vào rừng làm gì có. Mình hiểu về mọi người thì mình sẽ cố gắng tập cho Rosie khi mà đặt thích ứng và quen nhân với việc sống trong môi trường tự nhiên thì mình mới để cho Rosie về rừng nha. Khi mà cả cơ quan chức năng kiểm tra và nhận định là Rosie đủ điều kiện để mà về rừng thì mình bắt buộc phải để Rosie về rừng lại mọi người. Bây giờ thì mình không có thẩm quyền để mà giữ Rosie lại đâu mọi người. Bây giờ thì mình sẽ phải làm theo luật pháp của nhà nước. Mình không tin
sẽ bị phạt một khung phạt rất là nặng nha. Lá này ăn được rồi, xí xí đây này, kia lên cây kia, cây kia, cây kia, cây này kia, giữa này, cây xí nó đây đây, cây xí để cho nó xí từ từ tới đi cho nó quen đi chị. Còn đây là khỉ đầu đàn mà. Mình cứ nghĩ khi mà đưa Rosie ra thì Rosie sẽ phá tan cái vườn cây cà chua này, nhưng mà Rosie ăn rất là tư tốn nha. À, leo được kìa. Rồi chị đang ăn côn trùng này mọi người. Khi cũng có thể ăn côn trùng á. Đang tìm thức ăn đấy, đang tìm thức ăn này mọi người. Rồi sẽ đang trứng của côn trùng à.